Chiều 11 tháng 7, lãnh đạo Cục Hàng không cho biết đang tiến hành xác minh chủ nhân đoạn video ngắn của nữ du khách đi ra sát vị trí máy bay đang di chuyển lan truyền trên mạng xã hội. Trong đoạn video, nữ du khách mặc bộ quần áo bó sát màu đen, đội mũ đen, đeo khẩu trang đen, quay cảnh đi ra giữa sân bay khi máy bay đang lăn vào sân đỗ. Đáng chú ý, theo nội dung video, nữ du khách cố tình thực hiện hành động trên để quay video và đưa lên mạng xã hội nhằm mục đích thu hút người xem. Lãnh đạo Cục Hàng không cho biết, sau khi xác minh được sự việc, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm và thông báo công khai kết quả xử lý. Hành động của nữ du khách nói trên gây nguy hiểm cho chính bản thân và uy hiếp an toàn bay. Khi động cơ máy bay đang hoạt động sẽ tạo ra lực hút rất lớn, việc người tiến quá gần sẽ rất nguy hiểm. Được biết, sự việc trên xảy ra tại sân bay Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc Kiên Giang cách đây khoảng 1 tháng. Khi chiếc xe buýt từ nhà ga ra máy bay dừng và mở cửa, nữ du khách này đã tự ý chạy ra để tạo dáng quay video. Nhân viên kiểm soát an ninh hàng không tại sân bay đã phát hiện và tiếp cận, yêu cầu hành khách trên quay lại vị trí an toàn. Thời điểm đó, nhân viên sân bay nghĩ hành khách chỉ có hành vi phấn khích do ở sân bay, chưa gây hậu quả nên không giữ lại để xử lý. Hiện vụ việc vẫn đang được phía sân bay tập hợp thông tin để báo cáo thêm.